Kệ. Hôm nay phải mua rau gì để ăn đây? Có rau cải rồi bố ạ. Tôm thích ăn rau muống à? Tôm thích ăn rau muống à? Để mẹ thả rồng xuống. Nó ăn. Con tôm lên đây coi. Tôm, nào. chưa kịp ngồi đàng hoàng ăn từ đã. Đổ đi ăn. Wow, thơm quá. Đây, cho dòng ăn này. Ôi tôm ơi. Nào tôm. Này dòng ăn đi con. Đây tôm này. Tôm này. Úi dồi ôi. Từ từ đã con. Nào húp nước. À. Ôi. Úi dồi ôi. Ôi yêu quá. Nào úi. Nga. To. Thank you. Ow. Ôi ơi. Ngon quá mà tôm phốc hết ở đây rồi. Mẹ chả được miếng nào. Nào. Ít lỗ rồi cho nó ăn. Nào con. Giờ mới mới úp nào dọc úp nào. Dọc úp nào. Úp. Rồi. Tôi thích rau muống ăn đâu các bạn. Nào. Không cần ăn.